Phản ứng của vợ Dani Alves khi bị hỏi khi nào có con. Joanna Sang, bà xã của cựu hậu vệ Barca Dani Alves, cảm thấy bực mình khi bị hỏi lúc nào làm mẹ. Người mẫu Tây Ban Nha được hỏi khi nào làm mẹ trong buổi giao lưu với fan trên Instagram mới đây. Joanna Sang thẳng thắn nói đây là một chủ đề nhạy cảm. Cô coi câu hỏi vốn thông dụng trong xã hội nhưng không nên được bình thường hóa, cần phải tránh. Những câu hỏi này khiến tôi rất bực mình, không phải tôi mà nhiều phụ nữ cũng có chung cảm giác như vậy. Tại sao chúng ta luôn hỏi một phụ nữ khi nào cô ấy sẽ làm mẹ? Đây là một chủ đề tế nhị bởi bạn không biết một phụ nữ trải qua những gì khi hỏi cô ấy như thế. Nếu cô ấy không thể có con thì sao, hay cô ấy bị sảy thai chẳng hạn? Tôi cho rằng không nên bình thường hóa câu hỏi này. Năm 20 tuổi, tôi cũng từng bị hỏi như vậy, vợ cựu hậu vệ Barca cho biết. Joanna Sang sau đó tiết lộ câu chuyện đau lòng. Với câu hỏi này tôi sẽ mở lòng bởi tôi biết có nhiều phụ nữ từng trải qua. Tôi nghĩ nó cần phải lan truyền trên mạng xã hội. Mang thai không dễ dàng dù chúng ta có thể thấy nhiều người có bầu ngay lần đầu. Lấy tôi làm ví dụ, tôi đã 4 lần sảy thai trong 2 năm. Và trong những năm đó, tôi phải đối mặt với câu hỏi này cả trên mạng xã hội và cá nhân. Điều bình thường ở đây là nó không quá dễ dù có nhiều yếu tố khác nữa. Chân dài Tây Ban Nha bày tỏ. Joanna Sang và hậu vệ Brazil hẹn hò từ 2015, kết hôn năm 2017. Dani Alves có 2 con với người vợ đầu trong khi Joanna Sang chưa một lần làm mẹ. Cặp sao tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc của đôi vợ chồng son trước khi Dani Alves bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục một cô gái trẻ trong hộp đêm ở Barcelona cuối năm 2022. Cựu hậu vệ Barca bị kết án 4 năm rưỡi tù giam đầu năm nay. Nhưng hơn một tháng sau khi bị kết án, anh kháng cáo thành công và được tại ngoại trong thời gian chờ tuyên án cuối cùng. Thời gian đầu Dani Alves bị bắt, Joanna Sang lên tiếng bên vực anh nhưng sau đó cô đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa chính thức đường ai nấy đi. Khi cựu hậu vệ sinh năm 1983 được tại ngoại, cặp sao được cho đã nối lại tình xưa. Joanna Sang hứng chịu nhiều chỉ trích khi tiếp tục ủng hộ và đồng hành với Dani Alves. Trước khi vướng bê bối ồn ào, Dani Alves được biết đến là một trong những hậu vệ hay nhất làng bóng đá, giàu thành tích thứ hai thế giới với 43 danh hiệu tập thể, chỉ kém đồng đội của Messi một danh hiệu. Dani Alves thành công trong cả màu áo câu lạc bộ ở Barca, PSG, Juventus và tuyển quốc gia Brazil. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.